Theo thống kê mới nhất của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ năm 2017, người ta làm một cái cuộc là, là điều tra. Thì hiện tại ở Mỹ này, số giáo dân công giáo là 74.3 triệu. Nhưng con số người mà đi tham dự thánh lễ đó thì chỉ có khoảng trên dưới 24 .5 triệu 5 năm thôi. Xích soát 25 triệu. Điều đó có nghĩa là trên dưới 50 triệu người ở tại Mỹ này, người Công giáo đã không gọi là nỗ lực đi tìm kiếm của ăn trường sinh giống như là Chúa Giêsu nhắc cho chúng ta trong bài Tin mừng ngày hôm nay. Cái câu hỏi được đặt ra là tại sao người ta lại không đến với thánh lễ như vậy? Có nhiều câu trả lời. Nhưng ở trong một cái bài viết có tựa đề là Why Catholics Do Not Attend Church on a Regular Basis. Tại sao người công giáo không đi tham dự thánh lễ thường xuyên của cha Eamon Tobin ở bên Florida? Ngài đưa ra 10 lý do. Ở trong 10 lý do đó, phần lỗi cũng là ở nơi các linh mục của chúng tôi. Phần lỗi cũng có phần là ở nơi anh chị em giáo dân. Nhưng mà cái lý do đầu tiên mà Ngài đưa ra đó là bởi vì người ta quá ư là bận rộn với công ăn việc làm. Cha Thô Bình đã nói rằng người ta coi cái việc đem con cái đi học thêm, đem con cái đi chơi thể thao, rồi chính bản thân của họ đi du lịch hoặc là đi cày kiếm tiền, nó quan trọng hơn là vấn đề đi xem lễ, tham dự thánh lễ. Nói một cách khác, người ta chú trọng đến cái việc mà đi tìm kiếm những của ăn, của uống ở trần gian này, mà bài tin mừng ngày hôm nay nói là những lương thực mau hư nát, Người ta tìm kiếm những thứ đó, chứ không đi tìm kiếm bánh trường sinh là bi tích thánh thể. Riêng đối với tôi, tôi không thấy cha Tobin đưa ra những cái lý do mà tôi nghĩ, nhưng mà có một lý do mà tôi nghĩ rằng đó là cái lý do tại sao mà nhiều người không đi lễ khi nhà thờ. Nhiều người lơ là trước bi tích thánh thể. Và lý do đó là bởi vì người ta chưa có nhìn thấy chưa có nhận ra những cái ân huệ những cái phúc lợi mà người ta nhận được khi người ta đến tham dự thánh lễ. Anh chị em cứ thử để ý mà coi, rút ra từ những cái kinh nghiệm chính trong cuộc sống của mình. Bây giờ anh chị em ở đây, anh chị em đang có chóp làm. Tại sao mình nhức đầu một tí mình cũng vẫn phải cố gắng mình đi làm. Trời mưa, trời gió, trời tuyết, trời bão, mình cũng phải ra mình ráng mình lết tới sở. Tại sao vậy anh chị em? Tại vì mình thấy rằng mình đi làm thì mình có gì? Mình có tiền. Mình không đi làm là không có tiền. Mình đi làm thì có tiền. Mình nhìn thấy cái lợi đó. Và người ta nhìn thấy những cái mất. Nếu không đi làm thì tôi mất việc, mất job và kéo theo là gì? Là mất nhà, mất xe, mất là tất cả. Nhiều khi mất cả vợ nữa. Người ta thấy rằng cái lợi cho nên họ ráng họ đi, ráng tranh thủ mà họ đi. Mà người ta sợ mất cho nên người ta phải cố gắng bám lấy cái công việc. Mặc dù cái công việc đó nhiều khi không thích lắm, nhưng mà người ta vẫn bám lấy. Tương tự như vậy. Nếu anh chị em nhận ra được rằng ở Thánh lễ là nơi mà chúng ta kín múc được những hồng ân của Thiên Chúa. Nếu chúng ta nhận ra được rằng tôi đến với Thánh lễ tôi sẽ được những ân huệ của Ngài ban cho gia đình của tôi được hạnh phúc, bản thân của tôi là được bình an. Và nếu chúng ta nhận ra được rằng nếu tôi không đến với thánh lễ, tôi sẽ mất đi nhiều thứ lắm. Mất đi sự bình an, mất đi niềm hy vọng, mất đi niềm vui, hạnh phúc và nhất là mất đi cuộc sống đời đời. Thì lúc đó tôi và anh chị em sẽ cố gắng mình tranh thủ và mình nỗ lực giống như lời Chúa ngày hôm nay ra công làm việc để tìm kiếm phúc trường sinh là lương thực đời đời. Nếu anh chị em chưa nhận ra được những cái ân huệ đó, tôi nghĩ là anh chị em cũng đã nhận ra, cho nên anh chị em mới tới nhà thờ này. Có rất nhiều người không nhận ra cho nên họ coi cái việc đi lễ là một gánh nặng. Họ coi cái chuyện đến tham dự thánh lễ là một cái gì đó nó bó buộc quá người ta không thích. Tôi xin đơn cử ra ba cái ân huệ rất lớn này để anh chị em thấy rằng cái việc đi lễ rất là quan trọng đối với chúng ta. Mà những cái lợi này là do chính Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết. Chính giáo hội dạy cho chúng ta. Khi tôi và anh chị em đến tham dự thánh lễ dù là thánh lễ ngày thường hay là thánh lễ chủ nhật thì chúng ta cũng được gọi là Thiên Chúa bảo vệ và gìn giữ chúng ta. Dĩ nhiên khi chúng ta đến với thánh lễ là chúng ta rước lễ thì chúng ta mới được những cái ân huệ đó. Sách giáo lý công giáo số 1436 nói rất rõ, bí tích thánh thể là thuốc giải độc, cứu thoát chúng ta khỏi các tội thường ngày và giữ gìn chúng ta khỏi xa phạm các tội trọng. Khi đến tham dự thánh lễ là Chúa ban ơn cho chúng ta, gìn giữ chúng ta để chúng ta không phạm phải những cái tội thường ngày. Cái mối lợi thứ hai là chúng ta được kết hiệp với Đức Giêsu Kitô và chúng ta được ở trong Ngài bởi vì chính ngài đã nói, ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì tôi ở trong người đó và người đó ở trong tôi. Khi tôi và anh chị em có Chúa ở với mình, Thiên Chúa là ánh sáng, Thiên Chúa là nguồn gốc của sự bình an, Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi sự thiện hảo, Thiên Chúa là tình yêu. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể, khi chúng ta đến tham dự thánh lễ là lúc đó chúng ta có Chúa ở cùng với chúng ta. Và như thế Cuộc đời của tôi và anh chị em sẽ được bình an, sẽ được hạnh phúc, sẽ thoát khỏi những cái sợ hãi. Khi xưa khi Đức Maria được thụ thai bởi phép Chúa thánh thần xong, ngài đến để thăm bà Isaave, chuyện gì đã xảy ra? Bà Isaave đã cảm nghiệm được niềm vui và hạnh phúc khi được Đức Maria tới viếng thăm. Tôi và anh chị em khi rước Chúa vào lòng vợ chồng con cái đến với thánh lễ anh chị em về nhà không khí yêu thương trong gia đình nó sẽ tràn ngập bởi vì mình có chúa ở cùng với chúng ta và khi có chúa ở cùng với mình rồi thì chắc chắn mình sẽ có khả năng để đem lại bình an cho người khác cái lợi thứ ba chúa giêsu nói chúng ta sẽ nghe suốt trong tháng này tuần này tuần thứ nhất cho đến tuần cuối cùng của tháng 8 này chúng ta sẽ nghe về diễn từ bánh trường sinh và chúa giêsu khẳng định với chúng ta rằng Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì sẽ được sống đời đời. Cho nên tham dự thánh lễ và rước lễ là lúc đó chúng ta đang được hưởng cái sự sống đời đời. Chúng ta được Chúa nghĩa là ban cho chúng ta một cái sự sống vĩnh cửu. Kính thưa cộng đoàn dân Chúa. Nếu hôm nay anh chị em nhận ra được rằng khi đến tham dự thánh lễ chúng ta không mất gì mà chúng ta chỉ được mà thôi. Mà nếu chúng ta không đến tham dự thanh lễ Chúng ta mất đi nhiều thứ lắm Mất đi sự bình an, mất đi sự hạnh phúc, mất tình yêu Bởi vì ở đâu không có ánh sáng thì ở đó có bóng tối Mà bóng tối là bóng tối của sợ hãi, của lo âu, của những cái tội lỗi Cho nên chúng ta đến với thanh lễ Nếu anh chị em đồng ý rằng chúng ta đến với thanh lễ chúng ta được nhiều ơn như vậy Thì xin hãy cố gắng Tôi biết anh chị em bận rộn với công an việc làm Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn là chúng ta có thể làm được xin các gia đình chúng ta cố gắng đi tham dự thánh lễ thêm một ngày trong tuần đi. Tôi cam đoan với anh chị em nhất là gia đình trẻ, anh chị em đem con cái của mình đến tham dự thánh lễ, các cháu nó sẽ ngoan hơn. Bởi vì không có ai đến thánh lễ tham dự thánh lễ đến với nhà thờ mà hư hỏng cả. Tôi cam đoan chuyện đó. Cho nên anh chị em cố gắng chúng ta tranh thủ mình đưa con cái tới tham dự thánh lễ. Cảm ơn Chúa, tôi thấy khoảng một năm nay số người tham dự thánh lễ ngày thường mỗi ngày mỗi đông. Nhà nguyện bây giờ là bắt đầu chặt rồi. Và tôi hy vọng một ngày nào đó là chúng ta sẽ ngày thường chúng ta làm lễ bên này chứ không phải làm lễ bên nhà nguyện nữa. Điều thứ hai là khi anh chị em đi nghỉ hè bất cứ đi đâu anh chị em, anh chị em hãy cố gắng cái điều đầu tiên mà mình phải coi đó là có thánh lễ ở nơi đó hay là không. Nếu anh chị em đi cruise thì tôi nắm chắc là 90% là không có lễ trên cruise, không có ở trên tàu đâu. May ra có cha nào đó đi với gia đình Ông làm lễ thì mình được hưởng ké thôi cho nên trước khi mình đi Đi bất cứ nơi đâu mình phải coi xem là Cái giờ lễ ở chỗ nào gần với mình nhất Mình đi cruise như vậy đó Mình lên cái port đó Có gần nhà thờ hay là không Giờ lễ có kịp cho mình đi hay là không Mình phải tính toán Mình phải tranh thủ làm sao đó Để cái việc đầu tiên ở trong ngày Là phải nhớ đến Chúa Việc đầu tiên ở trong ngày Chủ nhật Là chúng ta phải đến tham dự thánh lễ bởi vì đó là luật và hơn nữa đó là một ân huệ Thiên Chúa bàn cho chúng ta. Điều thứ ba đó là xin anh chị em mỗi lần đến với thanh lễ chúng ta đến tham dự một cách trọn vẹn. Đừng có đến trễ quá mà cũng đừng có đi về sớm quá. Anh chị em đã một tuần một tuần lễ ở trong cuộc sống hàng ngày mình bương trải với cuộc đời, mình cần sự bình an và ở nơi đây là nguồn gốc của sự bình an. Cho nên anh chị em cố gắng chúng ta tranh thủ chúng ta đến đừng có vội vàng mình đến sớm một chút mình kiếm chỗ đậu xe mình vào trong nhà thờ ngồi ở trong nhà thờ có máy lạnh mùa đông thì có máy sửa ấy để cho tâm hồn của mình nó được lắng động được bình an hãy đến sớm một chút và mỗi một tuần chúng ta học giáo lý một chút vài phút đồng hồ chúng ta cố gắng nắn lại để chúng ta học hỏi giáo lý với nhau bởi vì chúng ta không có cơ hội để mà mở lớp ra cho rất nhiều người mà giáo lý rất là quan trọng. Nó giúp cho chúng ta hiểu được đời sống đạo của chúng ta cần phải làm cái gì và chúng ta đang làm cái gì. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta ơn khôn ngoan để chúng ta nhận ra được những cái ân huệ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, những cái lợi ích mà chúng ta có được khi chúng ta đến tham dự thánh lễ và xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm để chúng ta nỗ lực hơn trong việc đến tham dự thánh lễ, nhất là thánh lễ chủ nhật. Thì nói đến hai chữ nỗ lực là anh chị em biết mình phải phấn đấu dữ lắm. Bởi vì cái bản tính tự nhiên của con người chúng ta, chúng ta ươn lười, chúng ta không có muốn làm cái gì quá cái sức của mình cả. Ngày Chủ Nhật là cái ngày nghỉ ngơi, mà đến với Thánh lễ, nó nhiều cám dỗ lắm. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện để xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm, để chúng ta nỗ lực hơn trong việc đến tham dự Thánh lễ. Và xin anh chị em cũng cầu nguyện trong Thánh lễ này cho những anh chị em nào đó, có thể là những người trong gia đình của chúng ta đang thở ơ lãnh đạm trước bí tích thánh thể những người đang coi thánh lễ là một gánh nặng xin chúa hướng dẫn soi sáng họ để họ nhận ra được thánh lễ là một món quà và thánh lễ là nguồn gốc của tất cả mọi sự thiên hảo để nhờ vậy họ quay trở về với chúa và siêng năng tham dự thánh lễ hơn